Ngày 13 tháng 1 vừa qua, giải chạy Hồ Chí Minh City Marathon 2019 với quy mô tầm cỡ châu Á và chính thức được đưa vào hệ thống thi đấu quốc gia đã diễn ra tại khu vực quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Cùng tiếp sức trên cung đường mơ giấc mơ lớn, Taiwan Excellence một lần nữa đóng vai trò là nhà tài trợ chính của Hồ Chí Minh City Marathon 2019. Tính đến nay, giải chạy Hồ Chí Minh City Marathon 2019 đã ghi nhận một con số ấn tượng lên tới hơn 33.000 vận động viên tham gia thi đấu đến từ khắp nơi trên thế giới. Sau 4 năm cùng đồng hành và gặt hái được những thành công đáng kể, Taiwan Excellence, một sáng kiến của Cục Thương mại Đài Loan và được tổ chức bởi Hiệp hội Phát triển Ngoại thương Đài Loan, TAICHA, đã một lần nữa trở thành nhà tài trợ chính cho giải chạy tầm cỡ này. Mùa thi đấu 2019 là cột mốc đánh dấu 5 năm liên tiếp Taiwan Excellence cùng với giải chạy nỗ lực không ngừng nghỉ nhằm lan tỏa xu hướng sống năng động và lành mạnh tới người dân Việt Nam. Thành công thu hút hơn 9.000 vận động viên tham dự từ 60 quốc gia và các vùng lãnh thổ với cự ly chạy 42 km. Giải chạy đã được công nhận trong hệ thống thi đấu quốc gia năm nay và hướng tới một mục tiêu cao cả hơn, đó là trở thành sự kiện marathon hấp dẫn và quy mô bậc nhất Đông Nam Á. Có thể nói năm nay, Taiwan Excellence đã có 5 năm liên tiếp trở thành nhà tài trợ chính cho chương trình Hồ Chí Minh Marathon. Chương trình Hồ Chí Minh Marathon là hoạt động thể thao do cơ quan chính quyền thành phố Hồ Chí Minh tổ chức và Taiwan Excellence rất là vinh dự được là nhà tài trợ chính cho hoạt động này. Bên cạnh đó, chúng tôi có thiết lập một khu trải nghiệm những sản phẩm Taiwan Excellence tiên tiến hiện đại tại đây để người tiêu dùng có thêm những trải nghiệm mới. Có thể nói, mối quan hệ giữa Việt Nam và Đài Loan đang dần có thêm những thành công mới. Đề cao hơn hết giá trị cộng đồng, phát triển từ tinh thần chạy bộ và sự kết nối không biên giới của thể thao, nương đường chạy Hồ Chí Minh City Marathon 2019 không phải là giấc mơ lớn nhất mà Taiwan Excellence cũng như các vận động viên hướng tới. Thay vào đó là lợi ích về mặt sức khỏe cũng như mục tiêu nâng cao chất lượng cuộc sống thông qua việc tận dụng những đổi mới công nghệ. Trong suốt 4 năm đồng hành cùng Hồ Chí Minh City Marathon, Taiwan Excellence cùng không gian trải nghiệm cuộc sống tuyệt vời của Taiwan Excellence đã mang đến vô số thành tựu công nghệ đến từ hòn đảo thông minh này. Cụ thể, ngay tại giải chạy 2019 vừa qua, vận động viên cùng khách tham quan đã có cơ hội tham gia nhiều hoạt động tương tác thú vị khác cùng hơn 20 thương hiệu tiêu biểu từ Đài Loan với những sản phẩm công nghệ hiện đại. Ngoài những nhãn hàng công nghệ cao cấp vốn đã khá quen với người tiêu dùng như Asus, Transcend, MSI, gian hàng năm nay còn quy tụ cả những thương hiệu mới nổi đang được ưa chuộng ở đa dạng các lĩnh vực như thiết bị thể thao và chăm sóc sức khỏe Johnson, Tokuyo, Microlite, phương tiện di chuyển SYM. Sản phẩm chăm sóc sắc đẹp Fado, nhãn hiệu kính áp tròng Horian Eye Secret, v.v. Giá trị của SYM là sự chuyên nghiệp và sáng tạo, hoàn toàn phù hợp với mục tiêu của Taiwan Excellence khi tài trợ cho hoạt động Hồ Chí Minh Marathon. Chúng tôi mong muốn thông qua hoạt động này có thể có cơ hội được tiếp xúc với những khách hàng yêu thích thời trang, thời thượng, thích hoạt động ngoài trời, thích thử thách mạo hiểm. Chính vì vậy, tôn chỉ của các sản phẩm của chúng tôi như thời trang của dòng xe Avella, tinh thần thử thách mạo hiểm của dòng xe Star SR phù hợp cho hoạt động ngoài trời của dòng xe Husky để phù hợp với tinh thần của hoạt động này. Chúng tôi mong muốn thông qua giải chạy Hồ Chí Minh Marathon có thể giới thiệu các sản phẩm tuyệt vời này tới mọi người và có cơ hội tương tác nhiều hơn với người tiêu dùng Việt Nam. Hiện nay ở các nước tiên tiến thì đều sử dụng kính áp tròng thay cho kính gọng, thì đây là sản phẩm được các bác sĩ khuyên dùng tốt cho sức khỏe, nhất là những người bị cận thị. Thì sản phẩm bên mình là gồm có kính áp tròng, nước ngõ mắt và nước ngâm đều tròn cùng một thùng nhãn hiệu, cho nên là đảm bảo cái độ tương thích của sản phẩm với nhau và đã đạt được nhiều chứng nhận quốc tế như là Taiwan Excellence, chứng nhận FDA của Mỹ và chứng nhận CE của châu Âu. Thì bên mình cũng có một đội ngũ nhân viên hiểu biết nhiều về kính áp tròng thì có thể tư vấn cho người tiêu dùng cách sử dụng chính xác để mà tốt cho sức khỏe của họ. Bên cạnh sứ mệnh góp phần xây dựng lối sống năng động và lành mạnh trong mỗi cá nhân, Taiwan Excellence cũng có những đóng góp tích cực trong các dự án xã hội khác nhau nhằm nâng cao ý thức và sự đồng cảm của cả cộng đồng đối với những nỗ lực, phấn đấu của người khuyết tật và nạn nhân chất độc màu da cam. Cụ thể, 2019 cũng đánh dấu năm thứ 3 Taiwan Excellence tiếp tục thực hiện quyên góp cho dự án sáng kiến màu cam thông qua Quỹ Hòa bình và Phát triển thành phố Hồ Chí Minh. Toàn bộ đóng góp sẽ được sáng kiến màu cam sử dụng cho việc triển khai hỗ trợ thông qua học bổng, xe đạp, trợ cấp đặc biệt, sửa chữa nhà và tài trợ lớp dạy cho những cá nhân đang vượt lên hoàn cảnh khó khăn để hòa nhập với xã hội.